mời quý vị đến với Chuyện phố phường thứ hai. Thưa quý vị, thứ hai là một ngày trời rất là nóng bức, nhưng mà chúng tôi lưu vô đây thấy mát liền á. Tự nhiên có hai cái bờ biển kế bên, hai cái hồ bơi kế bên đó thưa quý vị. Sau đó là hồ bơi Mỹ Linh với là hồ bơi Trang Thanh Lạc. Bữa nay sao chị thấy em nói chuyện mà có vẻ cái miệng khiêm tốn vậy? Sao điệu quá vậy? Hả? Cái miệng em miệng khiêm tốn. Chị à, chị có biết là cười em trên nỗi... bài bãi. Chị mà cười trên nỗi đau của người khác á là chị rất là é. Hôm nay em hiền lắm thưa quý vị, chúng tôi luôn bữa nay rất là hiền. Sáng mà quý vị đọc tin tức là cũng đã nghe, chúng tôi luôn đọc tin tức cũng đã nói rồi. Ngày hôm qua Chủ nhật á là chúng tôi luôn đau quá chịu không nổi, phải vô bệnh viện cấp cứu luôn đó. Quý vị biết không, ngáp nè, ngáp to quá, ngáp dữ quá mà mình người vừa ưỡn người ra ngáp mà người, kiểu như ngồi trong computer đó, ngồi với cái người ngáp cho nó thoải mái, nó phụp một cái sái kiểu rồi xong cái nó mình làm cho nó vô lại, nhưng mà đều rồi sau đó cái ăn cá khô nhai cá khô nó cứng nó bị lại chị, xong cái cứ bắt đầu em nó cứ vô ra vô nó cứ đau hoài à. Cái em mới thấy vậy, cái hôm qua mới sợ là mình đi làm không được, mới vô bệnh viện, vô phòng emergency để nó làm. Thì họ chụp hình x-ray everything hết, rồi họ khám bệnh rồi này kia, cái họ nói chứ không bị gì hết trơn á, mà coi như là cái cơ mặt của mình nó bây giờ nó bị giãn, nhưng mà em lại thấy sai. Em thấy sai là em nói là tự gì tôi nghe rột nó trật ra, tôi nghe rột rồi nó vô cái cụp một cái rồi giờ nó cứ cụp mà nó làm đau quá là đau, giống như bị vọt bẻ cái mặt vậy đó. Nhưng mà em uống thuốc giảm đau với lại bác sĩ cho thuốc nữa, nên chúng tôi luôn sẽ nhẹ nhàng thôi thưa quý vị, không có nói nhiều. Biết tại sao nói nhiều quá đó? Em nghĩ vậy với là chửi chị với Linh hoài đó, thành ra đó cái này bị cái nghiệp miệng này nha. Không, để đặt kể cho nghe, hôm bữa chị đi hát ở đâu ta, gặp khán giả nó nói trời ơi thương chị Mỹ Linh ghê vậy, thích chương trình Chuyện Phố Phường mà ghét ông Lưu á. Ủa sao vậy? Ổng hay la chị Mỹ Linh, đâu có đâu, chị la nó nhiều hơn á. Nhưng mà em ơi, cái đó là vai trò thôi, tụi chị diễn thôi chứ không phải thiệt đâu. Ơ vậy hả chị? Có thứ diễn mà có thứ thiệt, chẳng hạn như cái này chẳng hạn. Chị hãy nhìn đây, cái này diễn thấy không? Hả? Mỗi cái mùa mà tới rau mà thấy rau đẹp, rau ngon đó là em phải mua cho mấy chị, đúng không? Đây là bồ ngót, quý vị biết không? Nước, bồ ngót xanh nước. Tươi. Ô, cái này là em để mua hả? Nước cho nó tươi đó, chị cầm đi. Ước đồ. Chị cầm nó có bao hả? À, của chị nè. À, còn chị em. Nè. Đây. Chị lên về nấu với thơm. Nấu với thịt bằm nha. Thơm quá, thơm lắm luôn. Nghe ngát, bát ngát luôn hả? Quá quá hả? Bồ ngót á. Cảm ơn Lu nha Lu. Có ai có trái mướp cho Trang Thanh Lan xin trái mướp. Ủa nấu chung hả chị? Trời, nấu với mướp với tôm. Vậy đó hả? Em nghĩ là nấu không. Em nghĩ là em nấu không, em ăn cũng thích lắm. Thì nấu không cũng ngon, nhưng mà có mướp vô địch xin. Ủa chị Lan, chị Linh sao cầm lên không khoe chứ, như là đưa là túm rồi chị cất giấu lại. Chị sợ nước, nó nhỏ tùm lum nè quý vị ơi. Nó tươi ngon lắm, trời thơm bát ngát. Để vậy là đã thơm nè quý vị. Nhưng mà Mỹ Linh muốn giấu liền á, sợ nước nó nhiễu nè. Làm vậy coi như tạo công đức lại đó luôn. Chưa hết nha, hôm nay không phải chỉ có rau đâu. Có một công ty đến gửi cho bên Tân Tú Quỳnh bắt đầu bán một loạt các loại son này thưa quý vị. Đây là gọi là son bóng coi như là lip sen. Cái son này nó không phai thưa quý vị, nó là son bóng không phai. Mà thí dụ như cái cách xài của nó đó là mình lấy cái son của mình đánh cái màu lên, lấy một câu trong đây nó có bốn màu, hồng đủ loại. Tùy mình chọn màu. Rồi không, có bốn loại hồng giống nhau đó, mình muốn xài nào thì xài. Cái mình đánh lên môi, họ chỉ nha, đánh lên môi một cái, xong cái quạt cho nó khô chút xíu, rồi cái đánh một cái nữa, xong cái đứng quạt khoảng 10 giây nữa, xong cái đánh cái son bóng này lên. Cái son cái chính giữa lên là coi như là cái môi coi như là không bao giờ phai mà rất là đẹp luôn. Cái này là son lip sin. Cái này ở trên trên eBay, trên Amazon rồi nó bán 28 đồng một cây. 28 đồng một cây. Nhưng mà bữa nay công ty họ đưa cho em bán một cái đợt sale rất là rẻ. Một cái gói này chỉ có 50 đồng thôi. 50 đồng. Cái loại son này mắc lắm. Chị biết một cái gói này 10 đồng cây mà một cái gói này 40 đồng. Mua 5 cây thì được 40 đồng. Lưu, nhưng mà cái này nó có hai loại hả? Một loại là mình coi cái cây chính giữa là để mình đánh sau cùng. Đánh lên sơ cùng. Hiểu rồi. Còn bốn cái kia là bốn màu. Mà chị đánh xong cái gì, chị đánh chị phải cho nó khô hai lần. Thêm lần nữa. Đánh hai lần xong rồi mới đánh cái giữa lên mà nó sẽ không có phai màu. Hôn với cái này là thử, cái cô nhân viên của em là thử hết rồi. Và cái này nhân là họ tặng. Em thử hôn em hay sao? Hôn cái tay em, hôn cái tay của em. Cái này á là họ tặng, gửi tặng cho chị Lan và chị Linh để chị Lan, chị Linh xài. Cảm ơn công ty Lipsen rất là nhiều. Cảm ơn công ty Lipsen. Để bữa nào mình đánh thử đi. Đánh thử đi chị. Lưu cho chị coi cái màu đậm coi. Không, tất cả màu đều giống nhau, bốn màu khác nhau. Ủa sao khác? Ở đây có bốn màu. Cái này đậm hơn. No. Này nè, cái đậm giống hơn nhau nè. Hết hả? Đây nè.
nè. Giống nhau hết bà ơi. Đây, chị muốn lấy cái nào chị chưa lấy. Ok. Thì họ có một số màu như vậy đó rồi. Họ đem được cho tới cả ngàn bộ nha quý vị. Cả ngàn bộ nên quý vị tha hồ mua. Nếu mà 40 đồng mà 5 cây này là quá rẻ. Quá rẻ luôn. Hồi đó là 28 đồng một cây nha quý vị. Đúng. Mà bây giờ là 4. Cái này chị xài qua rồi. 4 triệu đồng 5 cây. Đó. Sẽ Tân Tú Quỳnh sẽ bán đó. Chị Linh vô tin, chị Linh chưa tới giờ Tân Tú Quỳnh anh giới thiệu chi bị phạt á. À, cảm ơn rất là nhiều những cái món quà của ngày hôm nay. Ham hố vật chất quên luôn. Vật chất quyến rũ. Đây là một cái bản tin, cái này bên Việt Nam quý vị, coi như là hả, bây giờ đó thực ra là cái bơi mà cái kiểu giống nàng tiên cá mà mặc nguyên cái bộ đồ tiên cá luôn đó. Nguy hiểm. Là nó cũng 5-6 năm nay rồi. Nhưng mà điều á bây giờ bắt đầu nở rộ lên ở Việt Nam, mà người ta nói là đi bơi cái kiểu này nè quý vị, nó cũng thư giãn dữ lắm. Nó relax dữ lắm. Nguy hiểm. Không, nhưng mà em nói cho, không, chị nói cho Lu nghe, nó không phải là nguy hiểm là như vậy. Những cái lớp học mà phải bơi cái nàng tiên cá này, tự vì là cái bộ đồ nó nặng lắm, bộ đồ nó tới mấy ký lận. Cho nên là hả, nó phải dạy cho mình phải vô cái lớp học đó, mình học từ đầu tiên, mình phải biết cách học lặn và mình phải biết cách như cái cô này là cổ nói nè, bây giờ là cổ nín thở được ở dưới nước là từ coi như là nửa phút á, 30 giây cho đến 1 phút luôn, và cổ thấy rất là thư giãn. Tự vì cái này là nó là cả một cái lớp học. Chứ không phải là tự nhiên em xuống. Ai mà em xuống vậy rồi đúng là em nói là chị nhớ đi bỏ hai cái giò trong cái ruột của một đúng cái rồi, ruột con cá rồi. Đó mà bởi lỡ bị dập bẻ đó. Đúng rồi. Nằm ở trống rồi dậy dụ không đúng làm rồi. Được luôn á. Cái này là người ta nói đến những cái lớp học. Những cái lớp học lặn này nè, nó làm cho những cái người học viên này nè, người ta cảm thấy rất là thoải mái, người ta yêu thích. Và coi như là cộng thêm nữa là rất là đẹp. Coi như là đồ chị tưởng tượng luôn mà nó bận cái bộ đồ đó vô mà nó bơi. Trời thôi chết rồi. Chuyện tiên cá mà cá lóc. Cá heo. Đúng rồi. Chị tưởng tượng. Nó bận quá. Chị tưởng tượng hay thiệt. Người không có gai nhưng em giống cá heo thì có thể. Cá dồi sắc. Nhưng mà em thấy cái này hay chị ơi. Em thấy em cũng thích lắm. Em cũng nghĩ tới những lúc mà em ở dưới nước đó. Mà em thư giãn á. Như người ta xuống dưới nước đó. Người ta ngồi, người ta kiểu như nhắm mắt lại á. Người ta thấy trời ơi. Về kêu anh Mười đào cho em cái hồ thả nước. Sợi bước mình. Còn ở đây thưa quý vị, ở bên Texas có một cái phụ nữ này đặc biệt lắm thưa quý vị. Bả là được công nhận là phụ nữ có cái lưỡi to nhất thế giới, gặp kỷ lục, lập kỷ lục Guinness luôn. Cái lưỡi à, cái lưỡi đó nha, hôm bữa thứ năm tuần rồi đó là bả lưỡi tên là cô Brittany Lacayo. Lacayo cái lưỡi giờ nó bề ngang nó tới 3.11 inch, phá kỷ lục trước đó có một cô gái khác, cô này tên là Emily Schlenker, cũng người Mỹ luôn. Nói chuyện sao được ta? Lưỡi cô này có 2.89 inch. Đó, cái lưỡi to. Chiều ngang của lưỡi cô này to bằng chiều dài trung bình lưỡi của phụ nữ nói chung, và to bằng cái thẻ credit card. Bự hơn à. Không, nó to bằng cái thẻ, to bề ngang đó. Rồi, chị. Kiểu này mà cổ nói chuyện chắc ngọng chết luôn á ta. Từ trước tới nay cái cô này cổ biết là cổ có cái lưỡi to bất thường, và cô bị gia đình cứ trêu chọc về vấn đề này không à. Rồi bây này kỳ này đó, mà lần đầu tiên mà ai thấy cái lưỡi của cô cũng rất là giật mình và tò mò. Mà cô này bây giờ làm luật sư nha. Cái lưỡi to vậy là cãi hết sảy luôn. Trời ơi, cãi sao được ta? Vậy rồi sao mà nói cho lẹ được. Cô nói là cô đỡ cô giấu hết tất cả những đồng nghiệp. Không ai biết cô có lưỡi bự cho tới bây giờ đó. Là cô đoạt kỷ lục Guinness thế giới thì cả một cái công ty biết hết. Halloween hết á, mà cô đứng vô bóng tối á. Cô le cái lưỡi ra thì mình không chạy, mình không ăn tiền luôn á. Ừ. Cái lưỡi được kêu là cắt là xào mấy ngày không hết. Bự hơn cái lưỡi heo luôn mà. Kể chuyện cười đi chị. Chuyện cười là chàng thanh niên á, tới nhà cô gái mà mỗi lần về cái chào kiểu như ăn nói cục ngủng á, không có xã giao. Cái cô gái mới nói anh nói chuyện với ba má em, nói chuyện dài dòng chút xíu anh về nha, chào bác con về. Nó cục ngủng mà không có lịch sự. Cái hôm sau chàng nó tới, cái bắt đầu ra phòng khách để chào đi về đó. Bà già đang ngồi đọc báo, ông già đang chơi game, mấy đứa nhỏ đang ngồi coi tivi. Cái xong đứng thừa người chút, mẹ nằm bố chơi, em xem con về. Nằm đọc báo, ông kia chơi game, mấy nhỏ coi tivi, mẹ nằm bố xem, mẹ nằm bố chơi, em đọc báo con về, em xem con về. Cũng là tắt, cũng là dài dòng rồi đó, gọn dài dòng ra rồi đó.
thì đó, cái đó là cục ngủng chứ còn gì nữa. Rồi thì nó dài, nói tắt hết trơn hết trọi chữ mà. Mà cho dài, dài hơn rồi, dài hơn chào bác con về. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Trước hết là Trung tâm Thúy Nga. Trung tâm Thúy Nga với sản phẩm đầu tiên là Sugar E Fucoden với hàm lượng Fucoden cao nhất hiện nay, tăng cường sức khỏe và hệ thống miễn dịch trong cơ thể, chống lại sự lão hóa, tăng cường tuổi thọ, tăng cường chức năng gan thận, quân bình áp huyết, đặc biệt là giúp ngăn ngừa ung thư và phòng chống ung bướu. Có hai dạng, dạng viên và dạng nước, 250 đồng một hộp thưa quý vị. Và sản phẩm thứ hai là Okinawa Corella rêu Nhật Bản Okinawa. Công dụng của Okinawa Corella là cung cấp chất xanh và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, giúp tẩy độc gan thận và máu, giúp đào thải các độc tố kim loại thủy ngân ra khỏi cơ thể, giúp thúc đẩy trẻ hóa tế bào da, làm sáng da, tăng cường hệ thống miễn nhiễm. Chúng ta có thể dùng từ 10 cho đến 15 viên mỗi ngày, 30 đồng một hộp. Và thưa quý vị có thể gọi vào thuyenga.shop.com và 7448945811. Trung tâm Thúy Nga cũng xin trân trọng giới thiệu quý vị cuối tuần này là Chủ nhật, tuần này là chỉ còn có 7 ngày nữa thôi. Show nhạc đặc biệt có 102 sẽ diễn ra tại sòng bài Pechanga Resort Casino vào lúc 2 giờ chiều và 7 giờ rưỡi tối với hai suất khác gồm các ca sĩ nữ. Với một chương trình mang tên Bolero và Em, các MC là Hồng Đào, Hoài Tâm và Kỳ Duyên cùng với rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng của Trung tâm Thúy Nga hợp với một số ca sĩ trẻ của Việt Nam lần đầu tiên qua Mỹ diễn. Thứ nhất là hai đứa con nuôi của nữ ca sĩ Phi Nhung hát rất là hay, đó là Thiên Ngân và một cô nữa. Đồng thời có một hai chị em cũng nổi tiếng trên mạng hiện nay và cũng là học trường đàng hoàng, trường lớp ra và hát rất là nổi tiếng ở Việt Nam, đó là Phương Anh và Phương Ý. Đây là những giọng ca lần đầu tiên đến cộng tác với Trung tâm Thúy Nga trong một cái chương trình ca nhạc. Vé hiện đang có bán tại Trung tâm Thúy Nga với hai giá vé 60 đồng và 80 đồng, ngồi đâu cũng thấy, tại sòng bài Resort Casino Pechanga. Thưa quý vị, quý vị nhớ gọi ngay cho Trung tâm Thúy Nga 7148945811, 7148945811 để mua vé xem ca nhạc trong cuối tuần này. Cuối tuần này là ngày cuối cùng là đã diễn rồi thưa quý vị, chối chương trình Bolero và Em, chương trình ca nhạc hội thu hình đó thưa quý vị. Mà bây giờ thì xin giới thiệu đến quý vị công ty DMG James Arizona với một sản phẩm rất là quen thuộc, đó là Moissanite Arizona và Diamond Lab thưa quý vị. Đầu tiên là Moissanite Arizona cứng lắm, cứng như kim cương, được tạm khắc đến 340 giá cách nên rất sáng và đẹp. Và nó được bảo hiểm trọn đời nếu mua với giá 500 đồng 1 carat, 1.000, 2 carat, 2.000, 4 carat. Ngoài ra quý vị cũng có thể đổi lấy cái viên này để lấy viên Diamond Lab với giá chỉ có bù theo 50% giá trị của viên kim cương mà thôi. Và quý vị cũng nhớ rằng quý vị có thể nhìn thấy những cái viên, những chiếc nhẫn rất là đẹp, vàng 18 carat kiểu dáng Italia với những cái hạt đá Moissanite Arizona đã được cẩn trên đó rất là tuyệt vời, sáng rỡ. 2.500 trở lên một chiếc thưa quý vị, và quý vị mua một chiếc thôi là quý vị đã được tặng một hoặc hai carat kim cương lab diamond rồi thưa quý vị. Lab diamond là gì? Là kim cương được nuôi trồng trong phòng thí nghiệm, rất là sáng đẹp với nét nước ở DEF và cũng VVS1, VVS2, được kiểm định bởi GIA là công ty kiểm định quốc tế thưa quý vị, và công ty IGI. Mua một viên diamond lab của chúng tôi với GIA kiểm định thì quý vị sẽ được bảo hiểm trọn đời luôn. Và chúng tôi còn có rất là nhiều quà tặng, xin gọi cho DMG James Arizona với số điện thoại hiện trên màn ảnh. Rồi quý vị có thể vào trang DMG James YouTube Official để xem các sản phẩm, mà các chương trình talk show, các chương trình bán giảm giá, tặng quà, số xã của họ. Và quý vị tại miền Nam California, quý vị có thể đến với Tân Tú Quỳnh để xem những sản phẩm của Moissanite Arizona đang để ngay tại đây. Đăng Thanh Lan xin giới thiệu công ty xuất nhập cảng The Lê Yến, đặc biệt vẫn giảm giá trong các mùa lễ. Yến trắng 5 chữ A hiệu Sống Vui, 250g tổ yến trắng, giá thường là 720 đồng, sale còn 540 đồng, tặng đường, sâm và một gói táo đỏ. Nếu mua 5 hộp thì mỗi hộp chỉ có 520 đồng, vẫn có 5 phần quà tặng và một nồi điện để chiên yến. Nếu mua 10 hộp thì mỗi hộp chỉ có 510 đồng, 10 phần quà tặng và tặng 2 nồi điện để chiên yến. Đặt hàng xin gọi 714-418-9788, 714-418-9788 hoặc vào thăm trang nhà The Lê Yến .com. The Lê Yến, thương hiệu uy tín. Và quý vị nhớ là Yến Sống Vui khác Yến Vui Sống 5 chữ A nha quý vị. Yến Vui Sống là một đôi copy cùng cái trùng tên thôi. Còn Yến Sống Vui mới chính là của Taylor.
Sang Lê Yến. Sang Lê mà hôm qua hôm kia chị ghé, chị thấy bán quá chừng luôn. Khi bằng người ta không mua 100 gram đâu, không mua 250 gram, người ta mua ký không á em ơi. Vậy đó hả? Dạ, Yến uy tín. Ký là nhiều lắm luôn. Đúng rồi, thì 4 hộp thôi, 4 hộp lần ký. Ký 4 hộp đúng rồi. Và thưa quý vị, tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị công ty MV Heart. Công ty MV Heart đầu tiên giới thiệu đến quý vị nhau thai cừu và tổ yến, tế bào gốc nhau thai cừu và tổ yến trong một cái chai thuốc rất là đặc biệt, giúp cho quý vị giảm thâm nám tàn nhang, cân bằng nội tiết tố, tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường độ ẩm cho da, giảm nếp nhăn, chống lão hóa, giúp da mịn màng săn chắc, hỗ trợ việc cải thiện hệ hô hấp, giảm huyết áp, cải thiện chức năng tim, điều hòa lưu thông máu trong cơ thể, bồi bổ cơ thể, chống suy nhược, giúp ăn ngon miệng, ngủ sâu giấc, giải tỏa căng thẳng, tăng cường trí nhớ, phục hồi chức năng phổi, tốt cho gan thận sau khi nhiễm bệnh. Hai loại kết hợp với nhau rất là tuyệt vời thưa quý vị, với giá 100 đồng một chai 100 viên và có chương trình mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1. Sản phẩm tiếp theo của họ xin được giới thiệu đến quý vị đó là kem thuốc viên tẩy trắng da Haki Haki White Skin thưa quý vị. Đây là một loại rất là đặc biệt, nó giúp cho quý vị da trắng lên, trắng lên, trắng lên mỗi ngày. Nó còn giúp lọc gan, lọc phổi, nên nó rất là tốt và nó giúp chống viêm nữa. Một hộp như vậy cũng có, một hộp như vậy là 90 viên thưa quý vị. Và với giá 150 Mỹ Kim, mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1. Đây là White Skin Haki Haki của chúng tôi. Rồi, sản phẩm tiếp theo xin được giới thiệu đến quý vị đó là NMN. NMN của Nhật Bản thưa quý vị. Đây là một cái khám phá rất là hay của Nhật Bản. Chúng tôi luôn biết là hiện đang có những cái đài truyền hình tại local Việt Nam California đã nói rất là sai, rất là bậy bạ về cái sản phẩm này và nói sản phẩm này bị cấm vân vân thưa quý vị, không có chuyện đó nha. Quý vị biết là NMN là những cái công ty Mỹ rất là lớn, ở đây cũng đã có, và những công ty Nhật hàng ngàn Mỹ Kim một chai, nhưng chúng tôi đang bán NMN Nhật với giá 120 đồng một chai 100 viên, mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1. Quý vị có thể mua NMN bởi vì đây là một cái viên thuốc để nó phá vỡ các tế bào thông thường của con người. Nó giúp chúng ta một chuyện rất là đơn giản, kéo dài tuổi thọ, kéo dài sự xinh đẹp của phụ nữ dài lâu, kéo dài sức mạnh của đàn ông dài lâu và giúp cho chúng ta sống dài hơn, sống lão hơn. Nên chúng ta có thể tặng cho người già, người lớn tuổi ở đây dùng loại này. Và đặc biệt nó còn giúp cho những người tăng cân nhanh, béo phì, cao máu, cao mỡ, tiểu đường sẽ được giảm, là bởi vì cái tác dụng tuyệt vời của nó nha quý vị. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số điện thoại đang hiện trên màn ảnh. Muốn mua lẻ những sản phẩm này xin đến với Tân Tú Quỳnh. Tân Tú Quỳnh thì vào website tantuquinh.com hoặc là gọi cho chúng tôi. Bên Thúy Nga Paris Canada cũng có sản phẩm này thưa quý vị. Và họ cũng đang có chương trình sale Focodon Mekabu và Focodon Okinawa đông trùng hạ thảo linh chi của Nhật Bản với giá 250 đô la, mua một tặng một, mua một tặng một. Quý vị không muốn mua một tặng một thì có thể mua một rồi tặng được hai cái hộp thuốc linh chi đen, linh chi đỏ thưa quý vị. Quý vị thấy là linh chi đen, linh chi đỏ chúng tôi đang đưa đây đó, linh chi đen, linh chi đỏ, quý vị cũng có thể được tặng hai chai này nếu quý vị không có mua mà muốn chương trình mua một tặng một. Quý vị phải gọi ngay cho chúng tôi ở hai số điện thoại đang hiện trên màn ảnh. Bây giờ là công ty SK của Nhật Bản thưa quý vị. Hôm nay thứ hai thì công ty Nhật Bản chuyên giới thiệu về những sản phẩm về tóc. Quý vị đã ủng hộ về tóc rất nhiều, cái sản phẩm của họ đầu tiên phải nói là shampoo và conditioner giúp cho tóc chắc, tóc khỏe, tóc bền, tóc không gầu, tóc không rụng và tóc không gãy. Đó là tóc và một bộ gồm có hai chai. Ngoài ra thì họ có một cái hair mask để cho quý vị dùng cho những người đầu bị gội, bị nhuộm, bị tẩy quá nhiều mà nó gãy đi, mà quý vị để vô giống như rôm vậy đó, thì quý vị dùng cái này trét lên sau khi gội đầu, trét lên 10 phút thì tóc nó sẽ bóng mượt lại nhờ cái chất argan oil đang có trong đây, rất là tuyệt vời. Một sản phẩm khác nữa về tóc xin nói đó là thuốc mọc tóc của Nhật Bản. Thuốc mọc tóc của Nhật Bản, một bộ hai chai thưa quý vị. Serum mọc tóc Hair Growth Serum của SK. Nào, cái này thì quý vị xài một lần hai chai thì nó mới mọc nha quý vị. Một chai thì nó không chưa có đủ sức để mọc. Hai chai quý vị dùng để mọc. Và sản phẩm tiếp theo của họ là thuốc nhuộm 3 trong 1 Argan Oil. Thuốc nhuộm 3 trong 1 giúp cho quý vị có 5 màu cho quý vị chọn lựa, gồm có shampoo, conditioner và luôn cả cái thuốc nhuộm với chất argan oil tự nhiên. Nên quý vị dùng sẽ rất là tốt. Chị Linh là màu blonde brown, chúng tôi luôn là màu black natural. Rất là dễ xài, dễ dùng thưa quý vị. Một sản phẩm có dính đến tóc nữa đó là cái eyelash. Eyelash thưa quý vị, eyelash nó giúp cho chúng ta được một cái là để cho chúng ta mọc lông nheo lên ha, để lông nheo lên sức. Đây đây, cái chai eyelash đây. Eyelash của SK thưa quý vị, nhỏ thôi nhưng mà nó giúp cho lông mi của chúng ta, những người bị cắt lông mi hay là nối lông mi đó, muốn mọc lông mi lại tự nhiên thì dùng cái này.
Lông dao chị này ra dài lắm. Uh-huh. Em cũng vậy, lông dao ra dài rồi. Đó là sản phẩm về chị có sức ở phía dưới không? Không. Không sức dưới hả? Quý vị có thể tại mình nhắm mắt hay mình chớp mắt nó cũng dính dưới rồi. Ồ vậy hả? Và thưa quý vị có thể gọi mua những sản phẩm về tóc rất là đặc biệt này tại quý vị gọi cho anh Scott, anh đang cần làm đại lý trên 52 tiểu bang thêm ở các tiệm nail, tiệm tóc, các chợ vân vân với giá huy hồng cao. Quý vị gọi cho anh Scott hoặc là website ở miền Nam California, SK Invision có mặt khắp nơi. Còn tại quý vị muốn mua lẻ gửi đi khắp thế giới đó thì quý vị gọi cho Tân Tú Quỳnh hoặc vào website tantuquinh.com. Tại Tân Tú Quỳnh chúng tôi có đầy đủ tất cả những sản phẩm của SK Nhật Bản. Đây là một cái bản tin quý vị mà bây giờ đó những cái mà gọi là để lại những cái tài sản để mà cho những con thú cưng của mình khi mình qua đời đó, nó cũng có nhiều rắc rối lắm quý vị. Tại vì hồi trước đó có nhiều tỷ phú hoặc là những người nhà giàu đó, người ta để lại tài sản cho thú cưng người ta. Thì cái người giám hộ đó nhiều khi đó họ cũng không có quan tâm. Tự vì cái người này đã mất rồi đó, thì họ nhiều khi họ lấy tiền họ đi du lịch, đi chơi hoặc là họ xài rồi này kia nọ đó, chứ họ cũng chẳng thèm kiểu như là lo cho cái con thú nữa. Thì những người sau này nè, người ta đó để lại tiền cho thú cưng của người ta đó, thì phải chọn những cái người nào mà mình thực sự tin tưởng. Và cái người đó, chứ hồi xưa nhiều khi giao cho một cái người nào đó quản lý, hoặc là cái người làm của mình hay này kia nọ để quản lý cái con thú cưng đó, thì nó cũng không có lo cho con thú đó đâu. Nhiều khi nó bỏ vô trong chỗ mà kiểu như cho nó bị thuốc chết đi này kia, chích chết đi đó chị. Rồi có nhiều con á hả, người ta giục đi cho nó chết rồi tùm lum hết trơn á. Có nhiều cái cảnh vậy lắm. Nhưng mà nếu như á mà quý vị mà như những tỷ phú đó, người ta cho quá nhiều tiền để cho cái con thú mà của người ta đó thì cũng không được luôn nữa. Tòa án nó mới bớt cái tiền của cái cô này, cái bà tỷ phú này nè. Bà để lại cho con thú cưng của bà tới 12 triệu Mỹ Kim lận. Thì tòa án nó không chịu, tại vì sao? Những cái người thừa kế đó họ phản đối. Họ nói để tiền cho cái con thú nhiều quá, họ phản không đối cho, thì... Không cho người, không cho thân nhân mà cho thú cưng thôi. Nghĩa là cho thân nhân mà cho con thú đó nhiều quá, thành ra nó chia bớt cái số tiền của họ ra. Thành ra là họ kiện lên thì tòa án á, người ta bớt cái số tiền của bà xuống, chỉ để 2 triệu thôi, chứ không có cho 12 triệu nhiều quá cho một cái con 10 thú. 10 triệu đó cho ba thú cưng này đi. 2 triệu cũng gọi là cao. Không, 12 triệu cho con thú thì nhưng mà cho tòa 2 triệu án thôi. Giảm 10 triệu. 10 triệu đi. Để cho những cái người thừa kế còn đó, lại thì nói cho ba thú cưng này được. Cho con thú cưng chỉ có 2 triệu. Nhưng mà con thú cưng chết thì sao ta? Thì thôi. Thế thì thôi, người kia được hưởng. Được kế, vậy được. Có nhiều khi đó người ta kiểu chứ. Như làm cho nó chết. Em hiểu không? Người ta nhiều khi người ta làm cho nó chết. Tự vì thực ra đó tòa án người ta không có giám sát cái việc này. Người ta chỉ như vậy thôi, luật lên vậy. Nhưng mà tòa án đâu có giám rồi sát cái chuyện mà xài tiền cho thú cưng chắc cũng đã lắm. Xài á, em bị sặc, xin lỗi. Mình xài á là mình mua đồ cho thú cưng chắc mua 1,000 tính là 10,000 thì đó nhất, nhiều khi người, họ tính như vậy. Mấy người nào mà có nhiều người đó thì như cái cô này là cổ để lại cái tiền cho thú cưng của cổ đó, và cổ để cả một cái đàn mèo cho cái người bạn thân của cổ, mà cái người đó cũng yêu thương cái đàn mèo này lắm, thì cổ tin tưởng đó và cổ để lại cái di chúc đồ lại cho cái người đó. Cổ nói cái tiền, cái số tiền còn lại đó để cho cái người này người ta không có cái gánh nặng, mặc dù người ta yêu thương cái đàn mèo đó, nhưng nếu họ không có tiền thì sao, đâu có chăm sóc được tử tế đâu. Và nhưng mà nuôi thú cưng là phải yêu, phải thì đúng rồi, thích mới được, đúng rồi, thích đâu cũng được, đúng rồi, phải để lại cho những người yêu thích đó, thì họ mới ok được. Và thưa quý vị, có một bản tin cho biết WHO, tức là cơ quan y tế thế giới toàn cầu đó, họ là loan báo dịch đậu mùa khỉ hôm nay đã là dịch bệnh toàn cầu khẩn cấp nha quý vị, bởi vì các nước châu Phi bị lây lan rất là nhiều. Và lần đầu tiên nó đã lan qua Thụy Điển. Thụy Điển là có một cái case châu Âu đầu tiên về bị bệnh đậu mùa khỉ, thưa quý vị. Và cái bệnh đậu mùa khỉ này họ nói lan qua rất là nhiều con đường, mà nó lan từ những con khỉ nhưng mà nó có thể lan qua người. Bây giờ nó lan qua người rất là nhiều. Và nó bùng lên ở Cộng hòa Dân chủ Congo, rồi lan sang các quốc gia kế bên. Bộ khẩn tình trạng y tế toàn cầu đang bị là báo động cao nhất của WHO để nhằm nghiên cứu, tài trợ và đưa biện pháp hợp tác toàn cầu để ngăn một căn bệnh này. Và ban đầu khi đậu mùa này đó là khi bùng lên ở Congo đó, nhưng sau đó nó xuất hiện là biến thể nữa tên là Clade 1B, vì trước là Clade 1 thôi. Biến thể này bây giờ lây lan dễ dàng hơn thông qua tiếp xúc gần thông thường,
nhất là quan hệ tình dục nữa quý vị. Các nước Burundi, Kenya, Rwanda, Uganda là đã bị lây vô của Congo rồi, và Thụy Điển cũng đã lây của Congo rồi. Quý vị thấy rằng chúng ta không thể coi thường họ, đứa dịch dịch Covid cũng vậy, từ Vũ Hán, nó chỉ từ một cái thành phố nhỏ ở Vũ Hán, từ đến lan, quý vị thấy nó lan toàn cầu thành một cái dịch bệnh lớn. Nên kỳ này chúng ta nên tiếp tục đeo mặt nạ và rửa tay thường xuyên. Cái đậu mùa khỉ này là nó làm cho cái tay nổi mụn thế ghê quá ha. Mũ một mũ chị Linh. À, còn ở đây thì ở bên Việt Nam đó quý vị, cái mùa này đó người ta coi như là hả, nhiều khi người ta cứ xả lũ rồi này kia nọ đó, liên tục này kia nọ đó chị. Cái xong á, bây giờ nó bị giống như ngập lụt vậy đó, mà ở ngoài Hà Nội bị nhiều, ngay ở Hà Nội luôn nha, làm tập ngay chỗ sông quá, Hồng, những cái hồ thủy điện đúng nhiều rồi, nhưng ngay chỗ cái sông Hồng đó thì là coi như là nó có những cái bãi rồi này kia nọ đó chị, thì bây giờ đó nó ngập. Hồi trước là người ta đi được, người ta đi đường được kia được, trồng bắp rồi bây giờ bây giờ đó nó ngập lên tới mấy thước lận, ngập cao lên tới mấy thước luôn, mà cả tháng nay luôn rồi, nó không, nó kiểu như mấy thước lên nóc nhà cứ bị hoài. Thì những cái nhà nào thấp thì bị đó, bị dính đó, những cái nhà cao thì không sao, mà bây giờ người ta phải đi bằng đò không à, coi như chở đò đi qua những cái khoảng đó. Hồi xưa là người ta chạy được xe rồi kia được đó, bây giờ cứ phải chở đò qua từng đoạn, có những đoạn cao, những đoạn thấp đó, người ta cứ phải đi qua hai ba đoạn. Mà rất ở Hà Nội cái môi trường nó dơ thế mà tổ luôn, ghê luôn. Chị Lan kể chuyện cười đi chị Lan. Chuyện cười là người con lấy vợ mới có mấy tháng à, cái xong về nói với bà già, má ơi con ly dị con vợ con. Cái bà già mới nói, mày làm gì mới cưới mấy tháng mà mày ly dị, chuyện gì đâu mà đến nỗi mà phải ly dị. Cái nói, con nói thiệt má, con đi công tác mấy ngày về con kể chuyện vui cho nó nghe mà nó không chịu cười. Nó vậy đâu phải cái lỗi gì của nó, mà cái đó là chuyện nhỏ thì không cười thôi, chứ sao mày kể chuyện không có duyên thì nó không cười. Không, con tức lắm, nó không cười, nhưng mà cái thằng nó nằm dưới gầm giường đó, nó cười. Nó rung quá, nó không cười. Thằng ở dưới kể chuyện mắc cười nữa mà thằng lúc mà còn cười. Không, con nhỏ đang sợ, sao cười được. Ừ đúng rồi, nhỏ hồi hộp mà, đang hồi hộp mà. Trường hợp của chị Linh đó. À. Gì vậy? Cái gì cũng có chị trong đó trơn vậy hả? Trời đất ơi trời. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi giới thiệu quý vị những cơ sở tiếp tục đã quảng cáo cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Đó là công ty Cancolator Food. Thưa quý vị, công ty Cancolator Food ngày hôm nay giới thiệu đến quý vị các loại trà. Những loại trà này hay lắm, mỗi loại trà nó bổ dưỡng cho một cái sức khỏe của chúng ta mà rất là tốt, mà ai đã dùng qua rồi đều rất là thích. Đầu tiên phải nói đến là trà tiểu đường BG, giúp ổn định lượng đường trong máu, uống từ 3 gói cho tới 12 gói đường xuống ở mức an toàn, thoải mái cho quý vị sống. Thưa quý vị, uống không được uống chung với bia rượu và phải uống đều mỗi ngày. Loại trà thứ hai là loại trà CH dành cho những người bị mỡ trong máu. Mỡ trong máu nha quý vị, loại mỡ trong máu để tắc nghẽn tim, động mạch vân vân. Loại trà thứ ba là loại trà EP dành cho những người đàn ông bị tuyến tiết niệu, bị tuyến tiền liệt sưng đó, thì đi tiểu không được thì phải dùng trà này để hết sưng và còn đi tiểu được bình thường. Loại trà tiếp theo là loại trà MH. Thưa quý vị, loại trà này dành cho phụ nữ tiền mãn kinh, để giúp cho quý vị, những người phụ nữ mà bị tiền mãn kinh khó khăn, khó chịu, nóng người, nám thâm, nám đen, tàn nhang, rồi đồ mồi vân vân, thì dùng loại này thì cái nám nó sẽ đi bớt, đi hết luôn thưa quý vị, trả lại cho quý vị một gương mặt đẹp. Loại trà tiếp theo là trà BP, để dành cho những người huyết áp cao được hạ huyết áp. Rồi một loại trà nữa, loại trà NI, để dành cho những người bị dị ứng ngứa, hoặc là bị môi trường làm cho ngứa ngáy, hoặc là làm đeo nhiều quá, bị cái hơi neo nó lên làm hóa chất lên làm cho chúng ta bị nghẹt mũi kinh niên, không còn thở được, đều dùng loại này thưa quý vị. Loại trà SI là loại trà dành cho những người làm nail mà bị cái tay khô nứt vì hóa chất ăn mòn ở trên cái bàn tay và ngón móng tay, kẻ móng tay thưa quý vị, rất là khó chịu và đau ngứa, chảy nước không làm nail được nữa. Cái loại trà này vừa uống vừa ngâm vừa sức, tuyệt vời luôn. Và cuối cùng là loại trà XO, để dành cho những người bị uống rượu, muốn giải rượu nhanh trong vòng 15 phút uống rượu thì sẽ giải rượu. Nó cũng bổ gan vô cùng, dành cho những người bị yếu gan vì uống rượu nhiều quá. Đó, tất cả những loại trà này chúng tôi có tại Tân Tú Quỳnh. Và một loại nữa là loại rượu thuốc thưa quý vị, loại rượu thuốc gia truyền của họ, để cho quý vị có thể bóp xương nắng gân mà nhiều người đã dùng rồi thì tuyệt vời luôn. Quý vị nào đã có kinh nghiệm dùng loại này rồi thì quý vị phải nhớ rằng cái thuốc mà loại thuốc bóp chân nắng gân này, cái lượng thuốc này rất là tốt nha quý vị. Thật ra chị nhớ cái hồi nhỏ chị đi bị đi cầu đi tiêu chảy đó,
má chị cho chị uống cái này không à, hả? Vậy mà elixir paragoric á chị cũng nhớ. Và thưa quý vị có thể gọi cho chúng tôi, Tân Túc Quỳnh đại diện phát hành cho tất cả, với số điện thoại 7146127309, gọi cho Tân Túc Quỳnh hoặc là vào tantucquinh.com hoặc là đến với Thúy Nga Paris Canada cũng có những sản phẩm của Ken Colorado Food. Tiếp theo là Trang Thanh Lan sẽ giới thiệu công ty Liêu Phạm đặc sản quê nhà Chiêu Sĩ và Lẻ, các mặt hàng đặc sản của Việt Nam như cá tươi, cá mực nắng, các loại mắm đủ các vùng miền, gần 500 món hàng đều có tại cửa sẵn, có sẵn tại cửa hàng của Liêu Phạm để phục vụ bà con kiều bào tại Mỹ. Liêu Phạm luôn cam kết chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, nhận ship tất cả các tiểu bang toàn nước Mỹ, luôn có chương trình khuyến mãi khi khách hàng tới tiệm mua. Mọi thông tin xin liên lạc 714-453-7777, 714-453-7777. Địa chỉ 10495 Bosa Avenue, số 105 Westminster, California 92683, nằm trong khu Phở Thịnh và Hảo Vị Barbecue. Liêu Phạm kính mời. Liên Phạm ơi, cũng có cái quý vị có thể vào cái website liênphạm1.com để mua đồ. Quý vị ở tiểu bang hay hỏi làm cách quý nào vị để lên vô lạc đây để mua tất cả các loại mắm hay là cá khô, cất cá một nắng, tất cả các mực một nắng ngon lắm nha. Mấy cái loại mà rau đồ để khô đó quý vị. Rất cũng rất là ngon. Mắm chưng, mắm ruốc xào, thịt ba rọi. Nơi đây có nhận EBT nha quý vị. Rồi chị lên. Và một cái tiệm khác cũng nhận EBT nữa quý vị, đó là Lan Anh Kitchen ở số 6944 Westminster Boulevard. Ở đây có bán rất là nhiều thức ăn quý vị, mì nè, bún cá nè, bún riêu nè, mì bún rồi cơm sườn rồi kia nọ nữa rất là nhiều. Và có những cái món như là gỏi nè, thì có những cái món tráng miệng, món súp đồ này kia, nói chung là rất là nhiều những thứ ăn mà thí dụ như có những cái món cơm mà Trung Tử Lưu hay ăn là cơm chỉ đó, ăn mỗi ngày đó quý vị, tới ăn cái đó mình không cần phải nấu cơm. Và có những cái tray để mà mình order 7-8 món ở trong đó, trong một cái tray để mà mình ăn từ 10 người, 15 tới 20 người luôn quý vị. Quý vị phải nhớ rằng có những món đặc biệt đó mà quý vị phải nhớ là ở đây nổi tiếng, đó là bún bò Huế. Bún bò Huế đây rất là ngon, rồi canh bún, bún riêu, rồi thêm nữa bánh là xèo, bánh canh, khọt, bánh xèo, bánh khọt, tất cả đều có. Phở cũng rất là ngon, và đem nướng tự cuốn, rồi bò nướng lá lốt chấm mắm nêm, nhiều món lắm thưa quý vị. Và mời quý vị đến với Lan Anh Kitchen, mở cửa 7 ngày từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối, riêng ngày Chủ nhật đóng cửa lúc 5 giờ chiều. Quý khách đã nghe trên chương trình này và đến đã mua rất là nhiều, đặc biệt là chè nha. Ở đây cô này đoạt giải nấu chè nên chè rất là ngon, có nhiều loại chè khác nhau, tăng cường thêm bữa nay thêm có thêm chè đậu đen, chúng tôi luôn thấy có thêm chè đậu đen nữa. Chè đậu đen cũng ngon lắm mà nha. Ăn có nó nhiều loại chè nữa. Và cơm cháy chà bông ở đây cũng rất là ngon luôn. Mời quý vị đến với Lan Anh Kitchen trên đường Westminster, nằm ở ghép góc Golden West và Westminster, ở dưới đường Beach chạy lên qua khỏi đường Golden West, nhìn bên trái có tiệm Pop Pie. Quẹ vô trong cái tiệm Pop Pie đó là sẽ gặp Lan Anh Kitchen sát vách chung luôn thưa quý vị. Bây giờ xin mời quý vị đến với công ty Việt Facebook thưa quý vị. Tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc được chiết xuất 100% từ lá của cây thông đỏ có tuổi thọ trên 100 năm, đánh tan mỡ máu, gan nhiễm mỡ, giảm lượng cholesterol trong máu, giúp điều chỉnh cân bằng huyết áp, hỗ trợ chức năng miễn dịch, làm giảm các triệu chứng cảm lạnh, ho, viêm xoang, hen suyễn và cúm. Thải độc thanh lọc cơ thể, giúp đẹp da, chống lão hóa, điều trị các chứng đau đầu, viêm thần kinh tọa. 210 đồng một hộp, 210 đồng một hộp nha quý vị. Sản phẩm tiếp theo là thuốc bổ đường tiêu hóa probiotic Hygen của Hàn Quốc. Đây là một loại cho giúp cho đường ruột tốt và giúp cho ngăn ngừa tiêu chảy do chứng không dung nạp đường lactose, ngăn ngừa viêm đường ruột, nhiễm trùng đường tiết niệu, giúp ngăn chặn chứng trào ngược axit từ dạ dày, thải độc tố, cải thiện chức năng gan, cải thiện làn da, giảm béo phì báo bụng, giảm cholesterol, ức chế tế bào gây ung thư dạ dày và trực tràng bàng quang tuyến tụy. Đặc biệt là nó giúp cho quý vị chống đỡ về cái nổi bề đay hoặc là ngứa nguyên người vân vân, tức là dị ứng trong gan, nó sẽ lọc gan rất là hay. Có những người bị bệnh vàng da luôn đã uống loại này và nó cũng giảm rất là nhiều luôn. Đó là một cái bà mục sư người Đại Hàn đã dùng. 150 đồng một hộp nha quý vị, 150 đồng một hộp. Tiếp theo xin mời quý vị đến với một cái sản phẩm nữa là Hoàng Bổ Đáng Hai Con Phượng 60 viên. Đây là một cái loại tác dụng giống như là An Ngưu Hoàng Cung, nó nhẹ hơn chút xíu nên nó có đến 60 viên thưa quý vị, với giá chỉ có 300 đồng mà thôi. 300 đồng để quý vị ngăn ngừa đột quỵ, giúp cho quý vị chống lại đột quỵ, nhức đầu, rối loạn tiền đình, chống mặt, say sẩm vân vân, dùng loại này thưa quý vị. Hoàng Bổ Đáng, mời quý vị đến với Việt Facebook với số điện thoại hiện trên màn ảnh cũng như là website vietfacebook.net. Rồi chúng tôi cũng có một sản phẩm nữa của công ty Việt Facebook và My eShopping. Mời quý vị nghe, đó là Esochu đặc biệt, một bộ mỹ phẩm Esochu 380.
Đây là một cái bộ sản phẩm do trường Đại học Seoul Hàn Quốc nghiên cứu trong 30 năm để cho chúng ta có một sản phẩm. Đầu tiên là bộ 6 chai tế bào gốc nhau thai cừu. Không phải, xin lỗi, nhau thai cuốn rốn trẻ em. Nhau thai cuốn rốn trẻ em của con người chứ không phải con cừu. Để cho quý vị có một cái dùng cái này để chế biến từ tế bào gốc cuốn rốn, rồi thêm cỏ hổ, trái sung trà xanh và trứng cá hồi, giúp phục hồi tái tạo làn da, giúp màu da trắng sáng để nhìn trẻ trung hơn, xe khít lỗ chân lông, nâng cơ kích thích sản sinh collagen để giúp da săn chắc hơn và giúp da giữ ẩm, căng mọng. Sản phẩm thứ hai là Deep In Night Cream, 65 đồng một hộp để kích kem dưỡng da ban đêm, giúp cho quý vị một công nghệ chà mặt bằng vỏ san hô, giúp cho da thẩm thấu vào kem ngay lập tức, giữ ẩm cho da, truyền dinh dưỡng vào da trong lúc mình ngủ, giúp phục hồi da, tái tạo làn da kèm với những một sản phẩm nữa. Essential Booster Serum, giúp tỏa sáng làn da, 6 triệu đồng một chai, trong lớp làn da trong suốt mượt mờ, tăng cường collagen, giúp giữ ẩm cho da và giữ trang điểm mỹ phẩm trong ngày không bị nhờn da mặt. Cuối cùng là một bộ Snow Tone Up Cream 20 đồng là kem dưỡng da ban ngày, giúp cho làn da trắng sáng hơn một bậc so với tông màu của mình, giúp xe khít lỗ chân lông, nâng cơ kích thích collagen để tái tạo làn da vừa được săn chắc hơn, có thể dùng thay thế kem lót trước khi trang điểm, giúp chúng ta không cần dùng mỹ phẩm make up nhiều quá. Quý vị gọi hai số phone trên màn ảnh để mua nguyên bộ hoặc mua lẻ, từng món đều được hết, và chúng tôi xin trân trọng kính mời chị Mỹ Linh. Mỹ Linh muốn kể về một câu chuyện này rất là cảm động ở bên Việt Nam, quý vị. Một cái chuyện tình, anh chàng này tên là Đạt, 12 năm về trước á, thì ảnh là coi như là ảnh bị một cái tai nạn về điện, thì phải cắt cụt một cái chân trái, và coi như là hai cái tay đều bị cụt hết luôn. Và vợ trong lúc mà ảnh bị vậy thì vợ bỏ đi, rồi xong cái ảnh phải sống một kiểu mà coi như là tàn tật như vậy đó. Thì một người bạn tới đó, kiểu như là cũng an ủi rồi này kia, nói là ảnh thôi kiếm một người nào đó để mà cho nó vui vẻ, bầu bạn này kia đó. Thì hỏi chị chứ tàn tật vậy mà ai mà chịu. Nhưng mà xong cái ông bạn này cũng tốt nha, ổng rủ một cái cô gái mà gần nhà ổng, cùng thôn xóm gì đó không biết nữa, thì tới thăm anh này. Thì cô này tới, thì cô này cổ tới thì cổ thấy anh này, cổ cũng thấy thương tội nghiệp thôi, thì cổ nói chứ thôi bây giờ anh có cần cái gì đó để tôi giúp đỡ, anh cứ gọi tôi để tôi tới tôi lo giúp đỡ cho anh. Thì ông này đó thì ổng cũng thấy cô này thì ổng cũng có cảm tình, nhưng mà đâu có nghĩ tới những cái chuyện mà yêu đương gì đâu, thân mình tàn tật mà. Thì cổ thì ổng kiểu như sau nhiều ngày ổng kiểu như ổng cũng suy nghĩ đấu tranh gì đó, còn có một cái chân còn lại của ổng đó mà ổng ráng ổng ngồi ổng tách trên điện thoại, ổng gọi cô này tới tách bằng chân hả? Tách bằng chân á, ổng còn có một cái chân phải thôi, chân trái cắt rồi, hai tay cắt rồi, thì bị tai nạn hả? Bị tai nạn điện á, thì coi như cắt cục hết chi đó, thì còn một chân phải thôi. Thì ổng mới gọi cô này tới, thì cô này tới thiệt. Cô này cũng tới, cô lo dọn dẹp nhà cửa, và thấy anh này thấy tội nghiệp quá, kiểu như là lo dọn dẹp rồi cơm nước này kia nọ đó. Thế xong cái hai người nói chuyện được kia với nhau đó, thì cô này cổ từ thấy từ tâm đầu có, có 3 tuần sau thôi à, thì ông này ông tỏ tình và cô này cũng chịu luôn. Thế ba má cô này thấy trời ơi, sao tự nhiên nhỏ này, con mình nó còn nhỏ, lúc đó cổ hai mấy tuổi à, mà tự nhiên lại nhận lời với một cái người này đã có vợ rồi, mà coi như bị lớn hơn cô này 6 tuổi và bị tàn tật như vậy nữa, cuộc đời cô này sẽ khổ, ba mẹ đâu muốn vậy đâu. Nhưng cô này cổ dứt khoát cổ lấy ông này, và 12 năm sau tức là bây giờ đó, thì cổ với ông này có 3 người con luôn, và coi như là ông này bây giờ ông sống với cổ rất ba là hạnh phúc. Tội nghiệp lắm à, ông này cuộc đời coi như là được cứu lại đó. Em thấy câu chuyện này cảm động vô cùng luôn á. Ông này cũng đẹp trai mà. Ông này ông cũng đẹp mở trai. Ở Sài Gòn hết đâu. Ông cô chắc là ở đâu, ở miền Trung á, ở cái miền Trung á chị nghĩ vậy đó. Và bây giờ 3 đứa con lớn rồi đó. 3 đứa con lớn vậy đó, hay thiệt là hay luôn. Mà 12 năm thôi mà mấy đứa 12 con 12 tuổi sao lớn vậy? Chắc sinh năm 1 quá. 12 năm. À vậy hả? Ồ, câu chuyện cũng đỡ ha. Hay quá, trời ơi, chị coi mà chị xúc động ghê đó nha. Chị đi tìm người giống vậy đi. Gì em vậy? Sẽ giới thiệu, em sẽ tìm cho. Khùng hả luôn? Hả? Em có bị bệnh gì không? Bây giờ mà chị mà lo săn sóc một người chắc chị chết á. Ủa em biết đó? Chị giờ nhiêu không hả? Để mà chị mà đi mà săn sóc người vậy. Chứ mà 75 làm dữ vậy. Người ta là còn trẻ, người ta có hai mấy tuổi à luôn. Cái sức khỏe người ta còn chị nhiều. Chị hơn không cần phải tức núi mà gần ghét. Bà Mỹ Linh mà có lấy chồng như vậy á, chồng bà phải lo cho bà nữa đó chứ không phải. Chị đâu có nổi vậy đâu. Em là em lo, nhưng mà bây giờ nói chung là cái sức mình giờ làm sao mà lo nổi cho ai trời hả? Ráng lo đi, bây giờ đang lo cho người, ráng lo đi. Quen rồi mà, cũng quen. Quen rồi, quen rồi. Lo cho tròn đi nha.
Thưa quý vị, một cái tổ chức từ thiện ở New Zealand đó đã vô tình phân phối kẹo, kẹo tức là cho từ thiện trong nít á, mà kẹo lại có chất ma túy dính vô mà lại không biết. Giờ hay có vụ đó lắm luôn rồi. Cảnh sát New Zealand đang tức tốc truy tìm những viên kẹo chứa bức methamphetamine có thể dẫn tới tử vong sau khi được một tổ chức từ thiện tại Auckland ở New Zealand phân phát. Auckland City Mission ACM có thể đã phân phát số kẹo ngậm này cho hơn 400 người trong một đợt tặng quà. Tổ chức từ thiện chống đói nghèo cho biết, tức là người lớn chứ không phải là con nít. Số kẹo ngậm được một thành viên ẩn danh quyên tặng trong một gói bán lẻ vẫn còn nguyên si. Đó. Mà cái kẹo này là hôm kẹo bữa, pineapple, là kẹo thơm nè ngoài nha. Hôm bữa có một người bạn hay gì của em đó, nhớ em nhớ là có kể cho em cái chuyện mà cái cô này cổ tự nhiên cô ăn nhầm, kiểu như là đi chơi hay tiệm hay gì đó, ăn nhầm một cái kẹo hay là uống nhầm một cái nước mà nó có bỏ thuốc ở trong đó đó. Mà coi như là cũng muốn chết luôn đó, muốn đi bệnh viện luôn. Bây giờ cái kẹo kẹo nhất ba người có một trẻ em đã đi khám bệnh mà không có nằm viện, nhưng mà khám bệnh tại vì trong những viên kẹo nó có chất methamphetamine tức là chất ma túy đó thưa quý vị, trong lúc phân phát đó. Cái mùa Halloween này nè mình cũng phải cẩn thận, con em mình nó đi xin kẹo về phải kiểm soát mấy cái viên kẹo đó. Giá một viên kẹo này trong thị trường chợ đen của ma túy đó là lên tới $1,000 New Zealand, tức là khoảng $601. Một viên hay một hộp? Một viên đó. Một viên gì mà dữ vậy? Nếu mà nguyên kẹo ai tiền đâu người ta mua. Nhưng mà không sợ. nguyên kẹo mà nguyên chất á, nguyên viên kẹo đó chỉ giá cái gì mà $1,000 dữ vậy luôn. Không, thời đó $1,000 là 600 ngàn một thùng đô la. Không, một viên trong đây rồi, nói rõ ràng một dữ viên vậy. Từ cái giá mà viên kẹo đó, giá vậy tiền đâu người ta xài trời. Dân đó họ có tiền trợ cấp, họ có tiền này tiền kia họ cũng xài được. Mình trời nghĩ là ơi, không có tiền xài. Nhiều khi ghiền á, nhiều cũng mua. Bao nhiêu cũng mua là cái gì cũng làm hết á. Giống như quý vị biết là ngày xưa mà năm 75 xong ở Việt Nam đó, lúc đó năm 75 còn khổ lắm. Mà những người lỡ ghiền ma túy trước năm 1975 hay ghiền thuốc phiện, quý vị biết không? Chúng lưu trong gia đình có một anh đó, có anh người em họ cũng bị đó. Mà ảnh thì chưa đến mức đó, nhưng mà ảnh về ảnh kể đó, anh nói những người mà xung quanh của ảnh đó, ảnh có tiền mua thuốc phiện á, thì cục về còn hút được. Còn những người không có tiền á, họ lấy cái dẻ của cái bàn đèn của thuốc phiện đó, bắt rồi họ giặt rồi họ lấy xong rồi lấy cái nước đó họ cô độc lên rồi họ hút cái dùng cái khói của nó đó. Dễ sợ lắm, có nghĩa là như vậy luôn á, ta gọi là cái sái á. Sái thuốc phiện á. Chị Linh cũng rành cái chị ha, rành quá không rành ngày xưa đó rồi. Chị biết không, cái hồi lúc mà em còn nhỏ xíu đó thì em gọi là ông cố của em. Hồi xưa mấy cái ông già hồi xưa cũng hay hút thuốc phiện á, thì ông cố của em á, giờ ông chết lâu lắm rồi. Thì lúc em nhỏ xíu à, em thấy ông hút đó, có cái bàn đèn đồ này kia nọ đó, rồi cái mùi thuốc phiện nó thơm lắm nha chị. Mùi rất là thơm luôn á, mùi thuốc phiện á hấp dẫn lắm. Thì em thấy ổng coi như là lấy hút xong rồi lấy cái sái ra nữa, lấy cái sái ra rồi làm lại thành cái sái là cái gì, cái giống á, như cái cặn vậy đó chị. Nấu lại xong rồi nhiều khi cái ống đó nó có những cái chung quanh nó bám bám đó, đó nó bám đó, là sái đó. Cái mình cạo nó ra đó, cái nấu lại cho nó cô lại, nó thành lại một cái cục gì ta nói. Giống như thằng lằn sai thuốc phiện ha. Kẹo sai thuốc đúng phiện rồi, nghe mùi không mà nó ghiền á. Cũng hay lắm đó chị, nhìn thấy mấy ông già hồi xưa đó chắc cũng có hút chút xíu. Mấy ông già hút mà sao được, mà hút trời ơi lắm á, em mà chưa dám hút hửi từ nhỏ. Coi như em làm cho ông cố của em. Vậy hả? Em ngồi em làm được cái nọ. Wow. Dễ sợ quá, chị Mỹ Linh có một tuổi thơ dữ dội giang hồ quá. Chọc gì đâu mà dữ dội, hồi xưa chuyện bình thường thôi, có gì đâu. Ở đây là một cái cũng một cái bản tin ở bên Việt Nam đây nè. Cái có những người đó, người ta em nghĩ là chắc rất là nhiều những cái người đàn bà mà người ta muốn gọi là phẫu thuật thẩm mỹ đó để giữ chồng á. Nhưng mà điều á, ở đây á thì có những cái trường hợp những người chồng ta không thích vợ thẩm mỹ. Đúng rồi. Người ta nói có làm sao để nguyên vậy à, đừng có hỏi họ. Thí dụ như cái cô này cũng hỏi chồng cổ là thôi em đi làm thẩm mỹ nha, cái chỗ này cái người kia nọ, cái ông chồng không chịu. Nhà em cũng vậy đó chị. Tất cả những cái người trong nhà đàn ông á, họ hình như họ không có thích, không họ nói thích cái đó là đồ giả, không có thích mà kiểu như cho làm thẩm mỹ như vậy. Nhưng mà có cô này nè, cổ đi làm về xong á, chồng cổ hả kiểu như là lờ cổ luôn, lạnh nhạt luôn, lạnh nhạt luôn, không có còn giống như là ổng nói là giống như là nhìn một cái người giả, người vậy ổng thích nữa, như người khác vậy đó.
Ừ, mắc cười lắm mấy ông đàn ông em thấy ngộ. Nhưng mà có người nha. Đi thẩm mỹ về lại vợ chồng hạnh phúc hơn. Em không biết, nhưng mà điều em thấy có nhiều người người ta không có bằng lòng cái đấy. Em thấy tùy á, ví dụ như chị biết không, những người mà làm ăn, như kinh doanh hay là những người mà có địa vị trong xã hội đó, thì nếu mà những người vợ đi thẩm mỹ thì họ thích, họ cảm thấy họ hạnh phúc hơn, họ tự tin khi dẫn đi giữa đám đông rồi đi vô làm ăn này kia đó. Còn những người bình thường, có những người bình thường thì họ thương nhau là vì cái nét của cô đó là như vậy, như vậy. Giờ bây giờ làm khác đi, cái người ta làm như ta không thích. Ngay cả chúng ta, chính chúng ta nè. Thí dụ như chị Lan, chị thấy không, có nhiều ca sĩ quen đó, ví dụ như bình thường mình quen cái mặt đó mình thấy có cảm tình hơn, mà bây giờ đó họ sửa cái mặt em không còn nhận ra nữa, tự nhiên em cũng thấy khó. Giống một người khác mình cảm thấy mình không có gần gũi nữa. Đúng cái cảm giác đó. Mình không nghĩ, nhưng mà Trung Tử Lưu nói thì em nghĩ ra. Chị Linh muốn đi thẩm mỹ lắm đó, mà không dám, sợ em nhìn không ra thôi. Chị bây giờ có khi đi thẩm mỹ lại là cũng nhìn không ra, mà không thẩm mỹ cũng nhìn không ra luôn. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi luôn giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại tiếp theo đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay, đó là Hát Nhân Sâm Wellground. Thưa quý vị, Hát Nhân Sâm Wellground báo cho quý vị một tin mừng. Hôm nay là Hát Nhân Sâm của chị Trang Thanh Lan đã về. Hát Nhân Sâm của chị Trang Thanh Lan đã về. Và sâm bột cũng đã về, sâm nước vẫn còn. Nên chúng tôi đang có 3 loại sâm này, mà sâm Trang Thanh Lan là cũng đã gần hết nữa rồi. Là bởi vì quý vị đã đặt trước á, đặt trước xong cái về một đợt cái là đi hết. Bây giờ hiện còn một đợt nữa đang trên đường về. Và hy vọng là, nhưng mà cũng còn cho quý vị like ra order trước đi quý vị ơi. Order trước nhanh đi. Hát Nhân Sâm Trang Thanh Lan, Hát Nhân Sâm Wellground này là 6 năm tuổi. Quý vị dùng Hát Nhân Sâm là để bồi dưỡng sức khỏe, giúp cho quý vị ngăn ngừa ung thư, ngăn ngừa cúm A, giúp cho quý vị ổn định lượng đường trong máu, ổn định huyết áp, rồi đó làm cho quý vị tăng cường trí nhớ và đặc biệt là tăng cường sức lực. Căng da, căng bệnh, càng yếu càng nên uống, và cao máu, co mỡ, đau tim, Hát Nhân Sâm không ảnh hưởng gì hết. Nên quý vị dùng rất là tuyệt vời. Và chúng tôi có 3 loại sâm nước, sâm bột và sâm cao cốt đều có đủ hết. Và quý vị cũng, chúng tôi cũng có một loại nữa đó là sâm tiểu đường. Thưa quý vị, sâm tiểu đường đó, Hát Nhân Sâm tiểu đường giúp cho quý vị uống mỗi gói một buổi trưa thôi, sau bữa cơm trưa là nó lượng đường nó sẽ xuống rất là khỏe. Và Hát Nhân Sâm tiểu đường này chúng tôi phải nói là bán cũng rất là chạy, vì quý vị rất là chuộng. Uống xong mà thấy người nó khỏe, nó không có mệt, mà đường nó an toàn mà lại không mệt. Chúng tôi cũng có loại Hát Nhân Sâm Royal cũng còn nha quý vị. Hát Nhân Sâm Royal, ngày hôm nay chúng tôi sẽ có một đợt mới về nữa Hát Nhân Sâm Royal. Ngày hôm qua Chủ nhật là hết hoàn toàn luôn. Và hôm nay chúng tôi sẽ nhập thêm một đợt mới Hát Nhân Sâm Royal mà chị Giao Linh hay dùng. Đây là uống loại uống người ta uống thơm và uống ghiền nữa quý vị. Rồi chúng tôi có Hát Nhân Sâm 5 vô 1 là gồm có 3 cái chai cao cốt Hát Nhân Sâm và 2 hộp hồng sâm cho những người bị bình thường đó có thể uống được luôn. Và thưa quý vị, bộ này mà quý vị mua một hộp á được tặng một cái hộp sâm lát tẩm mật ong, hộp sâm lát tẩm mật ong lớn đó thưa quý vị, trị giá 150 Mỹ kim. Sâm lát tẩm mật ong nếu quý vị mua không là 150 với 100 miếng sâm trong đây để giúp cho quý vị khỏe và chống say sóng, say tàu xe thưa quý vị. Còn quý vị mua một hộp sâm royal vân vân thì một hộp sâm royal hoặc một hộp sâm đông trùng hạ thảo hoặc là một sâm samson, quý vị sẽ được tặng một hộp sâm cao cốt tẩm mật ong 100 miếng trị giá 100 đồng. Loại này nhỏ hơn và cũng rất là tuyệt vời. Thưa quý vị, đi đâu chơi xa có thể mang theo. Và quý vị nhớ là cái sâm này của chúng tôi vẫn rất là đắt, sâm đông trùng hạ thảo linh chi 3 trong 1, giúp cho quý vị vừa khỏe, ông bà uống được hết khỏe, riêng phụ nữ đó thì cái da đẹp lên hết, chống nám, chống tàn nhang luôn. Rất là tuyệt vời luôn, bởi vì nó có chất linh chi trong đó thưa quý vị, mà những người đã dùng rồi rất là thích. Và chúng tôi cũng có sâm cà phê sâm 20 đồng một gói, mà chúng tôi luôn thấy hình như chị Lan hay chị Linh ớn là sao, thấy ít tôi uống có ớn đâu chú. Ủa uống giờ và tùy bữa, 20 gói 20 đồng rất là tuyệt vời, uống béo nhiều khi mình uống mình ngại chứ không. Ủa chị mà biết ngại nữa sao. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng có sâm nam và sâm nguyên củ Hát Nhân Sâm. Tân Túc Quỳnh là một cái thế giới Hát Nhân Sâm mà quý vị phải đến, là bởi vì Hát Nhân Sâm nó quá quá tốt luôn cho chúng tôi. Tất cả mọi người chúng tôi, ba chị em chúng tôi đều uống Hát Nhân Sâm hết. Mỗi lần quý vị đi xa, đi đâu làm việc mệt, hoặc quý vị bủng rủng chân tay, mà quý vị những người trong nhà mà thấy yếu đó, uống Hát Nhân Sâm vô là khỏe liền. Với mấy anh mà đi nhậu say sáng dậy không nổi đi làm á, uống một gói hoặc là một muỗng cà phê, một muỗng sâm là vô tỉnh liền. Rồi bây giờ chúng tôi trở qua Tân Túc Quỳnh. Thưa quý vị, Tân Túc Quỳnh chúng tôi có sản phẩm đó là thuốc tiểu đường của Quang Đông, giảm tiểu đường và thuốc viên của Hàn Quốc thưa quý vị. Loại này là 250 một hộp, và một loại nữa đó là cái này là mới về, hai hàng này chúng tôi đã hết lâu rồi, hôm nay mới về lại, là cái này là thuốc ho khan, ho đờm, ho suyễn, ho
kinh thiên động địa luôn. Thưa quý vị, đây là thuốc gia truyền của Hàn Quốc với hoa chuông, trái lê, kỷ tử, táo tàu và hắc và nhân sâm. Thưa quý vị, uống vô rất là dễ, thơm ngọt và nó để giúp cho giảm ho, trị ho. Thưa quý vị, một sản phẩm nữa chúng tôi xin giới thiệu với quý vị đó là An Ngư Hoàng Cung. An Ngư Hoàng Cung, hiện tại An Ngư Hoàng Cung không đội nón, đang trên đường về thôi, chứ chúng tôi chưa có nhận được mà đã thấy là order đã có rồi. Và một cái đó là, thưa quý vị, là An Ngư bác sĩ đội nón, quý vị cũng mua nhiều lắm, và đây là loại chị Trang Thanh Lan uống. Và có cô Huệ, thì trước chúng tôi luôn có kể là cô Huệ này cũng uống rất là tuyệt vời. Thưa quý vị, cô chồng bị tai biến và cô cho một viên thôi là chồng nói chuyện được. Sau 5 ngày đâm viên thì anh chồng đã hồi phục lại rất là nhiều. Và cô mừng lắm, cô ra cô mua thêm. Và này chị Trang Thanh Lan. Chị Trang Thanh Lan vẫn uống cái này khi mà chóng mặt hay là nhức đầu hay bị nhồi tim mà... Nhất là chị hay đi xa đó, chị hay đi chơi đi xa mà đi chơi chừng nửa ngày tới chiều là mệt, phải uống một viên này vô thì 15 phút sau Trang Thanh Lan lấy lại cái bình thường trở lại. Em thấy chị mấy lần rồi đó. Ừ, em chứng kiến chị mấy lần rồi đó. Là ra nắng đi, đi mệt mà ra nắng là coi như là bị say sẩm rồi, bị cái này. Quà tặng thông thường của Tân Tú Quỳnh ngày hôm nay, thưa quý vị, nếu mà quý vị mua nhiều đó, mua trên 200 đồng, mua trên 300 đồng thì chúng tôi có thể tặng cho quý vị một cái chai đông trùng hạ thảo extra trang nha quý vị. Một chai đông trùng hạ thảo extra trang trị giá 90 đồng chúng tôi đang có ở đây và sẽ tặng cho quý vị một cái chai đó. Và hôm nay quý vị giới thiệu đến quý vị, đây là một loại son đặc biệt không phai, son gọi là son kêu là son bóng lip sand, thưa quý vị, lip sand đặc biệt của hãng này. Quý vị mà đánh trên mạng, quý vị cứ vào mạng xem, nó đang bán 28 đồng một cây, 28 đồng một cây. Nhưng bữa nay công ty giao cho chúng tôi một loạt hàng với 1.000 bộ, thưa quý vị, 1.000 bộ, và quý vị có thể mua chỉ có 40 đồng một bộ 5 cây thôi. Trong đây có 4 cây son 4 màu, màu hồng nhạt, màu hồng lạc, màu hồng màu nâu, vân vân, tùy theo quý vị chọn lựa. Và quý vị mua một cây lẻ đó thì 10 đồng. Và chính giữa có một cây son gió. Để quý vị son bóng, để quý vị đánh lên, nó sẽ không phai, son này không phai. Trước đây rất là mắc quý vị, mà những người phụ nữ mà đã xài son này thì biết, son này trước đây rất là đắt và không phai màu. Nó giữ màu rất là lâu. Và thưa quý vị, một sản phẩm nữa mà quý vị trong tuần vừa lễ vừa qua đó, mấy tuần lễ vừa qua quý vị đã mua rất là nhiều, nhất là sau cái show của anh Michael Tú hôm thứ sáu vừa rồi đó, thì quý vị cũng đã gọi hỏi rất là nhiều về nắp đỏ thần kỳ. Nắp đỏ thần kỳ, quý vị cũng thấy anh Michael Tú đó, là anh đã bị cao máu mà anh không, đã vô bệnh viện và sau đó anh uống cái nước này và cái chai này, cái gói này thôi, anh không uống thuốc tây và rất là tốt. Và bạn anh bị stroke 3 lần, thưa quý vị. Đây là gồm có một cái chai gồm Light Speed, gồm 48 loại dược thảo trái cây và một cái gói Nitro X. Cái loại này là được giải Nobel, thưa quý vị, đoạt giải Nobel nha. Nên cái loại này, hai cái thứ này tác dụng vô với nhau, nó làm cho quý vị rất là tốt về cái đường máu của mình, đặc biệt là nó làm cho các mạch máu không bị nghẽn và nó, cái mạch máu nó giãn nở một cách tự nhiên để cho tất cả mấy trăm ngàn km máu của chúng ta thông thường. Và đặc biệt nữa là chất thải khi chạy máu vào tim, khi tuần hoàn ra đó thì máu mới đó luôn luôn sạch sẽ. Và một điều nữa là nó đưa cái chất Nitro X, nó đưa lên cho cơ thể chúng ta, đưa lên máu, đưa lên não, đưa lên tim, đưa lên phổi đàng hoàng, để cho quý vị có một cái sự thoải mái cho những người bị suyễn, những người ở không gian tức thở, những người bị nghẹt thở, những người hay mì mệt và những người bị cao máu, cao mỡ, vân vân. Và đương nhiên khi máu huyết lưu thông, nó làm cho chúng ta tác dụng nữa là những cái vết đau vì nghẽn máu, mà cái gân đau hay xương đau nhiều cái đó, thưa quý vị, bệnh khớp, bệnh này bệnh kia nó sẽ giảm rất là nhiều. Đồng thời nó cũng sẽ giúp cho đàn ông lẫn đàn bà đó tăng cường sinh lý cũng rất là mạnh. Đó là cái điều mà kinh nghiệm mà những người đã dùng qua cho biết. Và nó giúp cho não làm việc tốt hơn, giúp cho cơ bắp đau nhức được hồi phục nhanh hơn và tăng cường sinh lực, giúp lưu thông máu huyết. Đây là một sản phẩm khi quý vị mang theo bên mình để phòng ngừa đột quỵ và heart attack. Đây quý vị có một miếng gói, miếng nhỏ đó, 10 miếng quý vị dán dưới lưỡi đó. Rồi đó sẽ làm cho tan máu đông ở não hay tim, giúp cho quý vị không bị stroke hay đột quỵ. Và nó thì rất là an tâm bởi vì nó đoạt giải Nobel danh giá, thưa quý vị. Cái này là sản xuất tại Hoa Kỳ nên quý vị có thể an tâm mua với chúng tôi nhé. Đó là nắp đỏ thần kỳ. Ngoài ra chúng tôi cũng có những sản phẩm rất là quen thuộc như là L88. L88 là thuốc bổ phổi để giúp cho quý vị chống lại những cơn bệnh mà coi như là những loại cúm mùa đó, thưa quý vị, nó sẽ gia nhập cho cơ thể chúng ta. Đây là loại làm cho phổi thông thoáng hơn và mạnh khỏe hơn. D88 sẽ giúp cho quý vị về tiểu đường, giảm tiểu đường, thưa quý vị. Và K88 giúp cho bổ thận, giúp cho những người bị yếu thận,
bị lạnh lưng, tiểu đêm vân vân hết. Và một loại nữa là S88 sẽ giúp cho quý vị về bao tử, nó sẽ giúp cho quý vị đường bao tử. Nên quý vị cứ nhớ là chúng tôi có một loạt sản phẩm của công ty S88. 88 nó rất là tuyệt vời, là bởi vì cái L88 là quý vị đã tin dùng trong thời gian qua rồi. Chúng tôi cũng còn rất là nhiều sản phẩm khác nữa mà chúng tôi không có đủ thời gian nói ở đây, chẳng hạn như sụn cá mập thì quý vị cũng đã biết rồi nhé. Sụn cá mập, rồi chúng tôi có thêm một sản phẩm nữa là cái quý vị cũng đang hỏi nhiều đó, là cái Joy Support thưa quý vị. Joy Support của chúng tôi để giúp cho giảm những cơn đau xương, đau khớp đó. Nó mạnh gấp 5 lần những chai Joy mà quý vị đang thấy trên thị trường, mạnh hơn gấp 5 lần nha quý vị. Đây là loại này, chúng tôi tất cả các loại dược thảo chúng tôi đang giới thiệu đều có mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1 hết. Và chúng tôi cũng có một sản phẩm nữa là sản phẩm mà Cologne đó quý vị cũng rất là yêu thích, là sản phẩm Cologne này để cho quý vị tẩy độc, tẩy trong cơ thể ra mà chống bón, làm cho chống lại bệnh trĩ và bệnh chống ung thư đại tràng, dùng rất là nhẹ nhàng cho phân mềm ra để cho các quý vị lớn tuổi có thể đi ngoài dễ dàng. Chúng tôi cũng đang có chương trình mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1. Rồi một loại nữa đó thưa quý vị, đó là lecithin folic acid. Đây là một loại mà quý vị nhớ hồi trước đây Trung tâm Thúy Nga đã bán với cái sản phẩm này là mầm đậu nành thưa quý vị, mầm đậu nành để giúp cho quý vị bổ não, giúp chống lại Alzheimer và Parkinson, để giúp cho những người bị tâm thần yếu, những người bị sa sút trí tuệ vân vân, bởi vì nó làm cho chúng ta chống máu đông trong não rất là tuyệt vời. Và lecithin của chúng tôi của Hoa Kỳ thực hiện vẫn đang có chương trình mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1, quý vị phải gọi cho chúng tôi. Mùa hè thì chúng ta lại có phân vi sinh tưới cây cho đàng hoàng. Và đặc biệt nữa là, quý vị biết không, cái dề leo đó là tuyệt vời, giúp cho bao nhiêu người đã hết bị lăng, bị ngứa, bị nấm, bị dề leo vân vân. Và thưa quý vị, cái loại thuốc dề leo là một cái loại rất là đặc biệt mà chúng tôi chỉ có từng Tú Quỳnh chúng tôi đang bán rất là nhiều. Và quý vị đó bị dề leo đừng có lo nữa, đừng có lo mà là đi kiếm mực tàu. Tất cả các loại ngứa, các loại ngứa luôn đó, rất là tuyệt vời luôn. Và một chai rất là rẻ, chỉ có 25 Mỹ Kim mà thôi. Và thưa quý vị, cuối cùng chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị cái chai SD Thần Kỳ. Cái chai SD Thần Kỳ có thể nhỏ vào tay đây, cà chà cho nó khô, rồi nhỏ vào đây một giọt, chà cho nó khô một ngày 2 lần. Và uống một ly nước nữa, 800% của tuyến nội tiết tố của người 20 tuổi đã vào và giúp cho quý vị, đặc biệt là cho quý vị bị đau xương, đau khớp, mất ngủ nè. Cái nắp đỏ thần kỳ và nắp xanh thần kỳ đều giúp cho ngủ ngon, ngủ sâu hết nha quý vị. Còn nắp đỏ, nắp xanh thần kỳ nó cung cấp cái tuyến nội tiết tố mới, làm cho những người bị loãng xương, bị gãy, bị té xương vân vân, xương yếu đó là rất là chắc. Những người bị vọt bẻ thì sẽ hết bị vọt bẻ. Những người bị giật mắt như chị Trang Thái Lan, hay là bị đau vai, đau gân như chúng tôi luôn mà đưa tay ra phía sau như chị Lan mà Lưu không có kéo áo được hồi xưa đó, thì bây giờ là rất là thoải mái rồi, đưa tay lên, đưa tay xuống, hái trái cây được rồi. Chứ không phải là hồi đó là hái là la, hàng ngủ nghiêng qua một bên là la thôi quý vị. Và còn nhiều tác dụng cho những người bị gao, những người bị tóc rụng, những người bị da xấu. Và đặc biệt là có một cô đó, cô lấy, cô đánh lên mặt luôn, cô đánh lên mặt rồi, mặt của cô rất là đẹp thưa quý vị. Đó là sản phẩm SD Thần Kỳ. Chúng tôi đã có chương trình mua 2 chai, 3 chai, 4 chai, 5 chai với giá rẻ hơn, rẻ hơn, rẻ hơn, giống như giá sỉ, để quý vị có thể gom góp nhau mua. Bởi vì chúng tôi luôn biết có cả tiệm nail đều xài, có cả một cái nhà hàng đều xài, và cả gia đình dòng họ đều xài, nên quý vị mua chung như vậy sẽ rẻ hơn. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi, Tân Tú Quỳnh số điện thoại 7146127309, hoặc vào website tantuquynh.com, hoặc đến tiệm chúng tôi. Tại Việt Nam có cô Vân. Và thưa quý vị, ở Việt Nam thì không có chương trình mua giá đó nha quý vị. Ở Việt Nam chỉ có một giá thôi. Và Thúy Nga Paris ở Canada, đặc biệt cũng bên nước ngoài thì cũng chỉ có một giá thôi, chỉ có chương trình sale đặc biệt là quý vị chỉ có mua qua tantuquynh.com và cho những 50 tiểu bang tại Hoa Kỳ. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị vào thứ tư tuần này. Xin kính chào quý vị.